Tin nóng xin biết ngày 23 tháng 12, Ngô Thiến Toang, bạn gái cũ Hoắc Tuân bị bắt, Dương Mịch có bìa, Nhật Ba Hòa Thiên Nga tiêu chuyển xả ảnh. Những tin tức xin biết nóng hồi có trong ngày 23 tháng 12 sẽ được tổng hợp đầy đủ tại bài viết này. Bạn gái cũ Hoắc Tuân bị bắt. Bạn gái cũ của Hoắc Tuân ở Chuẩn Lộ đã bị Công an Thượng Hải áp dụng các biện pháp cưỡng chế hình sự vì bị nghi tống tiền. Trước đó tranh chấp giữa Hoắc Tuân và bạn gái cũ Chuẩn Lộ nổ ra, khiến mạng xã hội quan tâm. Hoắc Tuân cũng phải tuyên bố rút khỏi giới giải trí. Theo báo chí đưa tin, Hoắc Tuân và gia đình đã trình báo vụ việc với Công an Thượng Hải vào cuối tháng 8 năm nay. Châu Kha Vũ đăng bài xin lỗi vì sự cố tại Soho Fashion. Ngày hôm qua, 5 thành viên của nhóm Intermod tham gia sự kiện Soho Fashion. Tuy nhiên, trong quá trình phỏng vấn phát biểu thì chỉ có 4 thành viên được nói. Khi đến lượt Châu Kha Vũ phát biểu thì MC đặt cắt ngang. Vì sự việc này mà một bộ phận fan Châu Kha Vũ không hài lòng đã lên tiếng yêu cầu hai MC xin lỗi Châu Kha Vũ. Do đó, hai MC Đới Quân và Lý Tư Vũ cũng đã đăng Weibo tặng Châu Kha Vũ và xin lỗi cậu ấy về sai sót xảy ra. Mới đây, Châu Kha Vũ đã đăng Weibo gửi lời xin lỗi đến hai MC tiền bối. Vương Tuấn Khải đăng văn bản giải ước với Intel. Tối qua, phía phòng làm việc của Vương Tuấn Khải đăng văn bản giải ước với Intel, nhà sản xuất thiết bị máy tính. Trước đó, trên mạng lan truyền các điều khoản từ thương hiệu này được viết bằng nhiều thứ tiếng ghi rõ. Intel không sử dụng lao động hoặc nguồn hàng hóa hay dịch vụ nào từ khu vực Tân Cương do nhiều chính phủ đã áp đặt các hạn chế với sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực Tân Cương. Phòng làm việc tiêu chiến xả kho ảnh cuối năm. Phòng làm việc tiêu chiến cập nhật Weibo. Ảnh tồn kho, dùng một phát sẽ có ngay. Chậm chạp ký nhận postcard do tiêu chiến gửi, giữ gìn sự hồn nhiên, sự tự do tự tại tiến về phía trước. Ngoài ra, trong thời gian dịch bệnh, mọi người hãy cùng thực hiện tốt các biện pháp phòng hộ để bảo vệ mình và người khác nhé. Ngoài ra còn có một số tin tức khác bạn không nên bỏ lỡ như sau. Hôm nay, Địch Đại Nhật Ba xuất hiện tham dự một sự kiện thương hiệu. Địch Đại Nhật Ba với váy dài lấp lánh, khoác thêm áo lông màu trắng, rực rỡ như công chúa mùa đông. Lý Nan Địch đầy thanh địch quyến rũ trong bộ ảnh mới. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.